chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với series hướng dẫn setup và chăm sóc một hồ cá dĩa cùng Ila Aquarium. Hôm nay là ngày thứ 3 sau khi mình đã setup xong hồ cá dĩa này. Thì tình trạng bây giờ của hồ cá dĩa này mình sẽ chia sẻ cho anh em nha. Đầu tiên là anh em có thể thấy nước của hồ này nó đang có ngả sang một màu vàng, cũng rất là nhẹ. Tiếp theo là ở phần lúa nó đang ra nhớt màu trắng. Và thứ ba nữa là bị tàu nâu. Thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cách giải quyết những vấn đề này nha. Đầu tiên về vấn đề nhớt lúa thì anh em sẽ thả những loài cá nó chuyên ăn nhớt như là cá bóng vàng, cá mún hoặc là cá lóc kiếng. Đây là ba loài cá nó sẽ ăn những cái nhớt này rất là tốt. Nhưng mà anh em lưu ý giúp cho mình thì những loài cá này sau khi mình đã thả cá dĩa vào thì anh em lưu ý sẽ bắt ra, chứ không để một thời gian thì những con cá này nó sẽ mút nhớt của con cá dĩa, nó sẽ làm cho con cá dĩa nó bị stress. Tiếp theo để xử lý về vấn đề lúa ra màu thì anh em sẽ tiến hành thay nước đều đặn giúp cho mình thì 3 ngày một lần. Hôm nay mình sẽ thay nước khoảng tầm 50% và sau đó là mình sẽ thay tiếp 3 ngày tiếp theo. Ngoài ra để xử lý vấn đề tảo nâu thì đây là một vấn đề thường gặp trong một hồ cá dĩa hoặc là bất kỳ một cái hồ thủy sinh nào mà mới lúc quá trình mới setup nó sẽ bị vậy. Thì cách giải quyết anh em sẽ tắt đèn nó 2 đến 3 ngày, tảo nâu sẽ gần như là biến mất. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành thả cá nha. Hiện tại thì hồ cá dĩa của mình đã được 15 ngày và hôm nay mình sẽ tiến hành thả cá cho hồ này nha. Thì trước khi thả cá thì mình sẽ có một vài lưu ý nhỏ cho anh em về thả cá. Đầu tiên thì với một hồ cá dĩa thì nhiệt độ của nó rất là quan trọng. Anh em phải cắm sửa cho nó. Và mình sẽ cắm 24-24 và mình sẽ điều chỉnh nhiệt độ từ 29-30°C. Thì đây là một là nhiệt độ rất là lý tưởng cho cá dĩa. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai là trước khi thả cá thì anh em phải lưu ý cho mình là mình sẽ thả thêm đồ muối sống vào trong hồ. Thì với hồ một phổi nước thì mình sẽ dùng 2 kg muối sống để thả vào trong hồ nha. Công dụng của muối này nó sẽ giúp cho cá đỡ bị stress khi mà vào bể, và ngoài ra thì nó sẽ diệt khuẩn và diệt những ký sinh trùng có hại cho cá. Thì mình cứ đổ thẳng vào bể và để từ từ nó sẽ tan dần ra nha. Sau khi mình đã đổ muối vào xong thì bây giờ mình sẽ tiến hành trung hòa nước cho bể này nha. Thì anh em có thể thấy đây là những loài cá dĩa mà mình trong cái hồ cũ của mình. Thì nó có dĩa AB, bồ câu hay là red. Thì đầu tiên thì anh em sẽ dùng một ống dây nhỏ, sau đó là bỏ vào trong bể chính. Rồi mình sẽ dẫn nước từ từ vào đây. Và anh em cố gắng thì càng chậm càng tốt. Và nước từ bể chính nó xuống bể phụ thì nó là 2/3. Thì cái công dụng cho cái việc mà mình trung hòa nước này thì nó sẽ giúp cho cá dĩa nó sẽ không có bị sốc pH, không có sốc nhiệt độ và sốc nước. Đó, điều đó rất là quan trọng. Và nếu như mà mình bị sốc nước thì con cá nó sẽ bệnh và nó sẽ không tốt nha. Sau khi đã thả cá vào bể thì trong thời gian đầu tiên anh em lưu ý giúp cho mình thì mình phải quan sát cá trong thời gian đầu kỳ rất là cẩn thận nha. Đầu tiên thì lúc mà mới thả cá vào bể thì cá thường sẽ hay có hiện tượng núp gốc và dễ bị stress. Thì anh em cũng không cần phải lo lắng những cái vấn đề này. Mình với cá nó núp gốc thì anh em có thể tắt đèn 2 đến 3 ngày để giúp cho con cá nó quen dần bể và nó dàn. Có một điều rất là quan trọng là lúc mà mình mới thả cá vào thì không có nên cho ăn. Sau 2 đến 3 ngày thì khi mà cá đã đói và bắt đầu dàn bể hơn thì mình mới bắt đầu cho ăn để giúp cho cá nó sẽ không có bị những cái bệnh về đường ruột. Và như vậy thì mình đã hoàn thành xong quá trình setup và thả cá cho một chiếc bể cá dĩa tại showroom của mình. Thì anh em nào để như có thêm câu hỏi gì thì cứ comment ở bên dưới và đừng quên follow kênh của mình nha.